các con, hôm nay cô rất vui được gặp lại các con qua phần tập làm văn tìm hiểu chung về văn biểu cảm. có lẽ đối với mỗi bạn nhỏ thì văn biểu cảm là một kiểu bài vô cùng là mới lạ đối với các con. bởi vì nếu như ở lớp 6 các con chủ yếu chúng ta tìm hiểu văn tự sự, tức là văn kể chuyện và văn miêu tả thì lên lớp 7 lần đầu tiên các con sẽ đến với uh, văn biểu cảm bởi vì uh, ở tiểu học các con sẽ gọi tấm cái tên khác đó là uh, cảm thụ văn học đúng không ạ thì lên uh, chương trình lớp 7 thì chúng ta sẽ học một cách bài bản cụ thể hơn về kiểu bài này và cái nhu cầu biểu cảm cũng là một nhu cầu rất là chính đáng của mỗi chúng ta vậy chúng ta bộc lộ cảm xúc của mình như thế nào để mọi người có thể đồng cảm và mọi người hiểu chúng ta hơn thì bài học ngày hôm nay cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu những khái niệm chung nhất về nhu cầu biểu cảm của con người Các con vào phần đầu tiên cho cô đó chính là phần 1 La Mã Các bạn đến với phần đầu tiên tìm hiểu về nhu cầu biểu cảm đó chính là phần nhu cầu biểu cảm của con người là một vấn đề rất là cần thiết. Chúng ta cùng với cô đọc ví dụ sách giáo khoa. Đọc những câu ca dao sau và trả lời câu hỏi. Thương thai con quốc giữa trời, dầu kêu ra máu có người nào nghe? đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng mênh mông bát ngát đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng bắt ngát mênh mông thân em như trẻ lúa đồng đồng phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai và câu hỏi cô đưa ra là mỗi câu ca dao trên thổ lộ tình cảm và cảm xúc gì người ta thổ lộ tình cảm để làm gì và theo em khi nào thì con người cảm thấy cần làm văn biểu cảm và trong thư từ gửi cho người thân hay bạn 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 bè em có thường bộc lộ tình cảm không thì các bạn có thể thấy rằng là đối với hai ví dụ trên thì đều là hai ví dụ rất là tiêu biểu của ca dao và đều bộc lộ cảm xúc của người viết. À, qua đó thì chúng ta có thể rút ra một nhận xét cho cô như sau. Nếu như ở bài ca dao thứ nhất thì tình cảm bộc lộ đó chính là à, nỗi đau của con chim quốc không ai được ai đói hoài. Ở bài thứ hai đó là niềm hạnh phúc của con người con gái khi được đứng ở giữa cảnh đẹp, đó là giữa cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Ở đây cái mục đích của chúng ta khi chúng ta tìm hiểu ví dụ thì các con thấy rằng là cái nhu cầu bộc lộ cảm xúc của con người đó là nó là một cái nhu cầu rất là cần thiết trong cuộc sống. Cần thiết trong đời sống. Và ở trong ví dụ thì các con thấy rằng là trong ví dụ đầu tiên, ví dụ số 1. À, cái nỗi đau của con chim cuốc không được ai đòi hỏi. Ở ví dụ 2, chúng ta thấy ở đây chính là niềm hạnh phúc của người con gái. của cô gái Cả hai ví dụ thì các con đều thấy được là mục đích bộc lộ cảm xúc là gì? Để khơi gợi sự đồng cảm. Sự đồng cảm. Và sự đồng cảm này thì các con thấy đó cũng chính là mục đích của văn biểu cảm. Văn biểu cảm Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô tìm hiểu tiếp ở phần sau. Chúng ta sẽ đến với phần số 2, đó là nhận xét. Nhận xét. Ở đây thì cô rút ra một vài nhận xét về văn biểu cảm như sau. Thứ nhất, các con hiểu là văn biểu cảm chính là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm cảm xúc và sự đánh giá của con người đối với thế giới xung quanh và khêu gợi được lòng đồng cảm đối với người đọc. Cái thứ hai, khi chúng ta tìm hiểu văn biểu cảm thì các con lưu ý cho cô tên gọi, văn biểu cảm còn gọi là văn chữ tình, bao gồm các thể loại văn học như là thơ chữ tình, ca dao chữ tình hay là tùy bút. Hai ví dụ trên các con tìm hiểu đó là hai bài ca dao rất là quen thuộc và nó cũng thuộc kiểu thể loại văn học chữ tình. Và các con À nhớ cho cô một điều là thơ trữ tình đó là kiểu uh, thơ mà rất là bộc lộ cảm xúc con người một cách rõ nhất. Và khi tìm hiểu về uh, ca dao, về dân ca, về thơ thì các bạn cũng lưu ý điều này. À, nội dung mà cô vừa rút ra trong phần nhận xét trên cũng chính là nội dung phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 73. Cô mời các con cùng theo dõi và phần ghi nhớ với cô. Các bạn sẽ đọc nội dung này. Ghi nhớ. Văn biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người đối với thế giới xung quanh. Văn biểu cảm còn gọi là văn chữ tình, bao gồm nhiều thể loại văn học như là thơ chữ tình, ca dao chữ tình hay là tùy bút. Vậy tình cảm trong văn biểu cảm thì như thế nào? Bây giờ cô và các con sẽ chuyển sang phần 3 nhỏ. Chúng ta đi tìm hiểu đặc điểm chung của văn biểu cảm. Các bạn cùng đến với phần đầu tiên cho cô trong phần tìm hiểu chung này. Các con nhìn vào ví dụ của sách giáo khoa trang số 72, đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Trong ví dụ có hai đoạn văn. Đoạn văn đầu tiên là Thảo thương nhớ ơi, mới ngày nào Thảo còn ngồi chung một bàn với Hồng, Minh, Ngọc. Thế mà nay Thảo đã theo cha mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh để cho bọn mình siết bao mong nhớ. Thảo có nhớ những lần chúng mình cùng dạo hồ Tây, cùng chơi thủ lệ, cùng tham quan ao vua. Thảo có nhớ một lần mình ốm dài, Thảo chép bài cho mình. Đấy là nội dung của đoạn văn đầu tiên. Đoạn văn thứ hai như sau. Trên đài, một người con gái nào đó vừa hát một bài dân ca của đất nước ta trong đêm khuya. Bây giờ tất cả im lặng rồi, giờ sau ngoài khung cửa còn đọng lại, đứng im không nháy nữa. Đêm đã đi vào chiều sâu, mà vẫn còn nghe âm vang mãi giọng hát của người con gái lúc nãy. Một giọng hát dân ca ngân nga bát ngát như cánh cỏ trên đồng lúa miền Nam chạy tới chân trời. Có lúc rực rẻ e thẹn như khóe mắt người yêu mới gặp. Có lúc tinh nghịch duyên dáng như những đôi chân nhỏ thăm thoát. Cánh lúa chạy trên những con đường làng trộn lẫn bóng tre và bóng nắng. Có lẽ không phải là một người con gái đã hát trên đài. Đó chính là quê hương ta đang lên tiếng hát. Tiếng ngân nga rội lên từ lòng đất. Ở trong đó một góc vườn có đôi cây, sầu đông và một dàn bầu đông đưa quả nặng. Một ngày đã xa,